thần phu đọc khoản thai chén siêu thanh phán cử tiên. Believes in mother goddesses focus on the worship of mother spirits of forms, which are heavenly realms, earth realm, realm of water, and realm of mountains and forests. Since the 16th century, beliefs in the goddesses have developed into a spiritual and cultural activity that has had a profound influence on social life and consciousness of the people. Followers worship Mother Goddess Liu Hang as well as other spirits who are historical or legendary heroes. According to legends, Liu Hang was a nymph who descended to the earth, lived as a human being, and became a Buddhist nun. She is worshipped as the mother of the world and as one of the four immortals of the Viet people. At temples, daily worship is organized by temple guardians. Main practices of the beliefs include speed possession rituals and traditional festivals. Through folk cultural expressions, including costumes, Chauvin songs, and dance in spirit possession rituals and folk performance in festival, Soviet express their views on history, cultural heritage, gender roles, and ethnic cultural identities. The power and meaning of the beliefs resides in their ability to meet spiritual demands and everyday desires and to harm them. Từ xưa tới nay, tất cả các đồng đền thủ nhang hoặc là tất cả các thanh đồng đạo quan thì đều coi đây là một cái trung tâm của tín ngưỡng thờ mẫu và cũng coi đây là một cái ngôi nhà chung của tất cả con cái bốn phủ. Những cái người ta theo đạo mẫu thì người ta vì là mẫu là phát sinh cái đồng bóng, cho nên là người ta phải về đây, người ta hầu thánh ở đây. Đây người ta coi như đây là một cái ngôi nhà chung của mẫu. Cho nên trong cái câu của mẫu mới có cái câu là dù tạo hóa vần xoay thế sự, mẫu độ cho quốc thái dân an, mẫu cho trăm họ xa gần ở bên nhau. Tất cả là con cái của mẫu là đều hội tụ về cửa đây của mẫu, đây gọi là đây là một cái ngôi nhà chung của mẫu. It is often considered the destiny of parents to become spirit mediums.
Otherwise, they might be punished, such as through illness, fatigue, difficulty in business, and may face many obstacles in life. They can be anyone, young and old, men and women, intellectuals, workers, officials, and farmers. Upon becoming children of the mother goddesses, they are blessed by the goddesses. They come to the mother goddesses to perform spirit possession rituals at the temple dedicated to the god and expect spiritual protection and help in return. Đi đến cái hầu đồng hầu mẫu này được như ngày hôm nay là tôi phải qua nhiều những cái khó khăn thăng trầm của đất Mường. Đấy, nơi tôi làm việc là nơi sinh ra cái rượu quần bản sắc của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình. Đến hôm nay về để bác kế hầu cha hầu mẹ hầu mẫu là tôi mang đến cái nét đẹp bản sắc của chúa Thác Bờ đất Mường tỉnh Hòa Bình. Tôi rất là vinh dự được khoác trên mình cái bộ trang phục của dân tộc Mường của mình để hầu thánh hầu cha hầu mẹ tại cái phủ mẫu nơi đây. Đã là con của mẫu thì ta cũng không phân biệt bất kỳ cái gì cả. Đấy, cứ một vùng miền có một cái nét đẹp riêng, cũng như bàn tay của mình năm ngón năm tên như thế. Đấy, cứ ví dụ như một giá chầu bé hay là một giá cô bé hay là một giá chầu lục hay là một giá chúa chẳng hạn, đấy cứ một giá đồng nó có một cái nét đẹp riêng. Tôi rất tự hào rằng là tôi được mang cái trên mình là bản sắc của văn hóa của Mường Hòa Bình, hầu chúa Thác Bờ, mặt đất Mường tỉnh Hòa Bình. Tôi được hầu mẫu về giá chúa thác của Hòa Bình.
Quá trình để cho cháu đi vào tâm linh cũng như là hầu đồng ở trong Tam Tứ Phủ thì thực sự ra là cháu đã có căn duyên từ bé. Bắt đầu sinh ra thì cháu đã bắt đầu được 11 tháng là cháu đã biết đi bằng 10 đầu ngón chân. Thế là xong rồi cháu cứ thế là cháu múa. Hay múa thì thực sự là tôi cũng đi vào việc tâm linh thì tôi cũng hầu đồng. Thường thường cũng hay nghe hát văn. Hay hát văn và hầu thì hầu như là cháu đã còn quá bé, cháu chưa hiểu cái gì về hầu tứ phù cả. Đấy thì cũng chỉ biết là bà nội là đi theo tâm linh thôi. Đấy nhưng mà đến năm mà 1 năm rưỡi, đấy đến bà là cháu đi chạm vững chân ấy, là cháu bắt trước bà là cái kiểu là mở trên tivi mạng ấy, cháu xem màu đồng bắt đầu là cháu múa. Đấy cháu múa thì tôi cũng không nghĩ rằng là cháu có căn duyên đâu. Khi cháu biết nói là cháu bảo là mua quần áo cho em hầu chứ không là xưng cháu. Năm 4 tuổi là cháu đòi ra hầu thì tôi nghĩ là cháu nó có căn duyên. Chắc có lẽ là nó là đi theo đường tâm linh của bà nội. Nên là tôi cũng không cản cháu. Đấy thì khi bắt đầu là nhà tôi thì cản. Đấy, chồng tôi không cho. Ông bà bên nội bên ngoại cũng không cho đâu. Bảo là đi theo bà nội. Rồi là không học hành thì nọ kia. Nhưng mà cháu học rất giỏi. Tôi cũng bảo thôi thì bây giờ dẫu sao cũng là nhân duyên rồi. Thì tôi cũng khổ mà không ai ủng hộ tôi. Mà tôi cảm nhận được cháu có nó có một cái tâm linh. Nên là tôi cho cháu hướng về đạo mẫu. Và cho cháu học hành. Nếu như có căn duyên thì cháu sẽ tiếp cận là sẽ thờ phụng Tam Tứ Phủ. Để tiếp quản cái cảnh thờ của tôi. Đó là tâm nguyện. Hầu giá quan hệ nhất chỗ Nam của rồi. Cháu rất là sợ lửa to nhưng cháu cầm lên. Cháu đưa lửa cho một người khác rồi cháu cầm cái lửa to cháu. Cháu hút một cái cho nó nhỏ đi và cháu đưa cho hầu răng. Hà đấy nhá, đi hầu đấy đi hầu ạ. Thank you.
tên thật mà ông bà cha mẹ đặt cho là Đỗ Bách Khoa, sinh ngày 1 tháng 3 năm 1963, tức là đúng ngày của tiên mẫu. Tôi cũng như bất kỳ các cậu bé khác, cũng sống bình thường trong một làng quê nghèo ở Thanh Miện, Hải Dương, tức là tỉnh Hải Hưng ngày xưa. Từ nhỏ là cũng được đi ra ngoài chùa với các cố. Thế thì khi đó thì 5 tuổi thì cũng cứ nhìn thấy tiên mẫu là rất là kính. Thế thì tính đến năm nay là đã 56 tuổi đời, được 51 tuổi theo Đức Mẫu, và cũng là được 43 năm là đệ tử nhà Phật. Khi Đức Phật du nhập vào Việt Nam cũng đem lại cái thông điệp là giúp cho con người được từ bi, hỷ xả. Thì mẫu cũng thế, lấy cái thiện trừ cái ác, lấy cái tốt để cảm hóa cái xấu. Thì chúng tôi không có gặp khó khăn gì, bởi vì bên Phật giáo hay là bên Thánh Mẫu thì chúng tôi đều có một cái chung là có tâm, đức, phúc và hiếu. Thế thì chả có cái gì khó khăn đối với chúng tôi, mà chỉ có một cái hàng rào ngăn cản là cái mệnh danh những người đệ tử của nhà Phật là mặc áo vuông, tức là cái câu dân gian nói là mặc áo vuông, thì không được hầu đồng, vì hầu đồng tức là diễn sướng đạo mẫu. Thế thì tất cả các nhà chùa đều có nhà mẫu, vì Đức Phật du nhập sang Việt Nam mình thì cũng đều giáo dục cho các đệ tử nhà Phật là phải theo đúng cái đạo thờ cha kính mẹ. In 2016, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, inscribed the practice related to the Viet beliefs in Mother Goddesses of Three Realms on the representative list of intangible cultural heritage of humanity. The inscription would enhance the awareness and safeguarding of this element, as well as intangible cultural heritage in general, in the community and in the world. Theo tôi nghĩ đây cũng là một cái niềm tự hào cho đất nước, cũng như là cái sự động viên khích lệ vô cùng to lớn đối với như chúng tôi và rất nhiều các những người con của mẫu đang ngày đêm hoạt động bảo tồn gìn giữ cái nét văn hóa di sản của dân tộc, cũng là cái dịp để chúng ta quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam, vì cái văn hóa này chỉ có duy nhất Việt Nam đó, và rất là đặc biệt đó là bản sắc văn hóa cộng đồng những người Việt trong cái tín ngưỡng này. Vì trong cái tín ngưỡng này không phải là thờ có một mình mẫu, mà có rất nhiều các chư vị tiên thánh, các đồng bào dân tộc. Đó là cái sự hòa hợp, đoàn kết dân tộc, đấy, cái khối đại đoàn kết toàn dân thực được thể hiện trong các giá hầu đồng.